Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip với nội dung Xót xa mẹ bầu 8 tháng ở Cao Bằng phải bê vác hàng tấn hàng để kiếm tiền nuôi con. Hiện đoạn clip thu hút hàng chục triệu lượt xem, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc và bình luận từ cộng đồng mạng. Anh Hoàng Văn Khánh, sinh năm 1991, người đăng tải clip lên mạng xã hội cho biết thai phụ xuất hiện trong clip có tên là Diễm. Vợ chồng Diễm không có việc làm ổn định, ai gọi làm gì thì làm đó. Tôi đã đến nhà và biết hoàn cảnh gia đình Diễm, nên mỗi khi có việc tôi đều gọi vợ chồng họ đến làm. Khi Diễm mang thai những tháng cuối, tôi cũng không muốn thuê. Nhưng tôi gọi chồng Diễm đến thì Diễm luôn đòi đi theo để làm cùng. Nếu tôi không thuê thì vợ chồng cô ấy cũng không có tiền và sẽ phải đi tìm việc khác, anh Khánh chia sẻ. Anh Khánh kinh doanh thức ăn chăn nuôi, mỗi lần xe tải chở hàng về, anh đều phải thuê nhân công bốc xếp hàng vào kho. Ở Cao Bằng, mức tiền trả cho những người bốc vác là 40.000 đồng một tấn hàng, có nơi chỉ trả 30.000 đồng một tấn. Nếu một ngày bốc vác được khoảng 12 tấn hàng thì vợ chồng Diễm sẽ có gần 500.000 đồng tiền công, nhưng không phải ngày nào vợ chồng họ cũng có thu nhập ổn định như vậy, anh Khánh nói thêm. Trước đây, anh Khánh từng đến thăm gia đình Diễm và biết được hoàn cảnh của cô vợ chồng Diễm đang sinh sống cùng bố mẹ đẻ tại phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Khi Diễm mang thai, thương cô sắp sinh vẫn còn phải đi làm công việc chân tay nặng nhọc. Anh Khánh nhiều lần động viên Diễm nghỉ ở nhà. Nhưng Diễm tự lượng sức của mình vẫn có khả năng gánh vác được công việc, nên hàng ngày vẫn theo chồng đi làm, không nề hà bất cứ việc gì. Thấy đôi vợ chồng hiền lành, chăm chỉ thật thà và nhiệt tình làm việc, anh Khánh đăng clip lên mạng xã hội để chia sẻ, không ngờ có nhiều người quan tâm tới như vậy. Có nhiều người muốn được hỗ trợ tiền và vật chất giúp Diễm, điều đó làm tôi rất ngại vì tôi đăng clip lên không phải mục đích để câu view hay kêu gọi từ thiện. Thực sự ở Cao Bằng, còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn Diễm, không có được một mái nhà nguyên vẹn để ở, phải dùng cành cây che chắn gió mưa. Sau khi đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 5 triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt tương tác và bình luận, nhiều người bày tỏ thương cảm với hoàn cảnh của mẹ bầu 8 tháng. Đúng là nhìn lên thì chẳng bằng ai, mà nhìn xuống thì cũng nhiều người khổ hơn mình nhìn vừa thương vừa xót chị quá em bé sau này sinh ra chắc chắn phải thương mẹ nhiều nhé tài khoản an thảo bình luận thương thật sự bụng bầu to vậy đi lại chút thôi ngồi thở cũng mệt nữa là mang vác nặng chúc chị nhiều sức khỏe mẹ tròn con vuông người dùng thu hà viết trong khi đó nhiều ý kiến chỉ trích người chồng để mặc vợ bầu làm việc nặng nhọc hoàn cảnh mỗi người mỗi khác cuộc sống cơm áo gạo tiền chưa bao giờ là dễ dàng chắc chị này có chồng cũng như không nên phải làm lũ cực nhọc đến vậy tài khoản như quỳnh viết Chị Hoàng Thị Diễm sinh năm 1994, nhân vật trong clip cho biết, cô đang mang thai tháng thứ 8, con đầu của cô hiện 5 tuổi, từ khi biết có bầu, em chỉ đi kiểm tra sức khỏe một đến hai lần, lâu rồi em cũng chưa đi kiểm tra lại. Thực tế chồng cũng bảo em nghỉ ở nhà nhưng em không đồng ý, một mình chồng em làm sẽ rất vất vả, không thể lo hết được cho cả gia đình. Em có mệt cũng cố đi làm để kiếm thêm đồng ra đồng vào, sau này còn chăm con chồng đi đâu thì em theo đấy cứ đi làm bao giờ đẻ thì nghỉ bây giờ được mọi người quan tâm là em vui rồi nhiều người hỏi số tài khoản nhưng chúng em làm ra tiền ngày nào tiêu ngày đó làm gì có số tài khoản để nhận ủng hộ của mọi người đâu diễm nói